thuốc là món spaghetti. Về sau là về trường đại học bên Berlin là suốt ngày phải spaghetti hả? Hay phải nấu món khác nữa chứ hả? Thoát là thiếu mất cái món hành tây nhỉ, chú lại nhớ nhầm. Hành tây, sữa tươi. Sữa tươi á? Sữa tươi cũng phải có. Chanh á? Chanh có đấy. Cà rốt. Chanh có đây rồi. Cà rốt thì không có. Yes. Thank you.